Tao Hương luôn đây này. Quay tớ làm gì? Ê, quay cảnh đẹp vậy. Đấy là review nhá. Nói đi bạn. Chào các bạn đã đến với chương trình này. Ngày này cái con này. Ngày đây là ngày tập trúc. Đây là chùa tập trúc. Bạn có thể nhìn thấy cái quan cảnh 1, 2, 3 tầng. Các bạn không thể nhìn thấy được cái đó lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, không đếm hết người. Đây là bạn Tuấn Mèo. Đây là bạn Chiến. Nát đắng rồi, đừng có phải video nữa. Ngân này. Bạn Chiến là đang rất phê này. Sang rồi. Đó. Thôi. Quay lên mất. Quay lại. Cái là cặp đôi vàng chúng đang xuống. Sang rồi. Cái cửa. Đây là cánh cửa bước vào. Không nhầm vào trong này. Ui, tựa bà. Phận. Đi bà đây. Đi bà đây. Đi hơi coi đi. Đây là ban công đức. Đây là bình đá dài 3 mét. Đi tiếp vào đây. Đây là cái quả là cái gì nhỉ? Từ từ thôi. Đi từ từ. Đây là bức tường cổ. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mấy anh em sinh viên. Bạn phải quay mấy anh em sinh viên. Đây là mấy anh em sinh viên cưỡi thêm trên một con rùa. Ai chứ con lạc đà. Nói to lên. Đang đái rùa nhỉ? Đây á. Kim Quy. Đây là thần Kim Quy. Ua. Ai đây? Đầu con đây. Kim Quy. Đây là Kim Quy. Ua. Đây là bô làng. Khỉ. Vâng, đây là. Đây là khỉ. Chuột thành tinh. Gãi mông chó. Đây là các bậc sư phụ. Đây con gì đây hiêu à? Đang kỳ lân đấy. Đây là. Chắc là Phật hay là gì đấy, đúng rồi, Phật. Nào bạn đứng yên nào. Toàn bộ được làm bằng đất à? Đất. Đây là xi măng, cái này người ta lắp. Đá. Đỡ. Đâu người ta kiểu là lắp từng miếng một đấy. Đây là thùng rác. Đây là người. Đi tao nhìn tiếp cơ. Đây là cột đình. Đi đây tôi review xem. Đọc tên đi. Đây là Từ Bi Tác Niệm Linh Đài Thất Cửu Ngộ Tâm Căn. Đọc xong không hiểu gì. Ê, chụp ảnh ở đây đi. Cái này là bằng đồng. Hoàn toàn bằng đồng. Đây là tập phòng là đây là Phật mẹ. Đây, đứng đây, đến kia chụp ảnh. Đây, ra đây kia đây. Tao zoom hai cặp sến xuống. Chứ nhìn tổng quan này. Đây. Này mình quay nữa mà thế nhỉ. Ngủ đấy. Ui giời. Sáng quá.
Xuống đây cầm cầm cầm. Đẹp quá. Cầm đấy. Mèo ơi, nó đừng có bơi vòng mình chỗ hẹn tao nhé.